Linh đang có mặt tại ngay khu chợ của khu đô thị sinh thái Cát Tường Phú Sinh của xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thì ngay cái hướng phía trước mặt quý anh chị đây, con đường này quý anh chị đi ra ngoài cổng Phú Sinh này, đây là đường TC1, thì đây cũng là cái đường đi vào của dự án Cát Tường Phú Sinh. Thì vừa đi tới vị trí của chúng ta nó khoảng tầm 200m là chúng ta gặp khu chợ. Và trong video này Linh sẽ đưa quý anh chị tới một sản phẩm 4x18 ở ngay tại khu chợ này. Vị trí rất là thích hợp cho quý anh chị mua ở cũng như quý anh chị mua kinh doanh, mua buôn bán. À, hiện nay quý anh chị nhé, bên này là khu hồ này, khu hồ Đinh Thái này, bên này cổng ha, bên này là khu chợ. Linh xác định lại vị trí để cho quý anh chị mình dễ hình dung khi quý anh chị di chuyển xuống dưới này để tìm hiểu nền đất này. Nền đất của chúng ta khi quý anh chị đi vừa đi qua khu chợ bên tay phải, bên tay trái chúng ta có công viên Tam Mã, công viên có ba con ngựa đấy quý anh chị. Quý anh chị rẽ trái lên, rẽ trái vào bên góc bún bò Huế, chúng ta xuống khoảng 3-4 lô là chúng ta tới nền đất rồi. Vị trí của chúng ta thì hiện nay khu vực này dân cư đông, rất là phù hợp cho quý anh chị mua về kinh doanh buôn bán nha quý anh chị. Chúng ta tới vị trí đất rồi ha. Đấy thì hiện nay ở vị trí này quý anh chị có thể thấy dân cư này, mật độ dân cư, nhà cửa rất là sầm uất. Và từ ở đây quý anh chị mình di chuyển ra phía ngoài chợ rất là gần. Dọc theo trục này thì cũng những cái nhà ở đây hiện nay người ta cũng đang buôn bán nha quý anh chị. Bên này cũng buôn bán nè. Và ở dưới này quý anh chị thấy dân cư người ta cũng về xây nhà thêm. Nền đất của chúng ta là nền đất lọt khe giữa hai căn nhà đây nha quý anh chị. Vị trí thông thoáng nằm giữa hai căn nhà. Quý anh chị xem lại ha. 4x18m nằm ngay khu chợ, dân cư đông, vỉa hè 2m, lòng đường 6m, ngay khu cổng của khu đô thị. Hiện nay kinh doanh buôn bán rất là thuận lợi. Thì hiện nay chủ đang bán lại với giá ký gửi cho Linh là 1.250.000.000. Quý anh chị thiện chí xuống đây chúng ta sẽ cùng xem đất, xem pháp lý và Linh sẽ cho quý anh chị gặp trực tiếp chủ để thương lượng nha quý anh chị. Rất là cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.